Cái nào gửi chào các bạn nha. Đây là cái con chim cu ngày thứ 6 nha các bạn. Ngày thứ nhất mình có quay cho các bạn xem, ngày thứ hai mình có quay cho các bạn xem, ngày thứ tư mình có quay cho các bạn xem. Hôm nay là ngày thứ 6 nha các bạn. Nó nhú lông hết rồi nha. Mình đứng sát cho chim mẹ luôn đó. Nó đang xù xù đây, nó là đánh mình nè, đó nó là đánh mình đó. Rồi mình sẽ bắt ra mình cho các bạn xem nha. Ngày thứ sáu nha các bạn, nó rất là lớn rất là nhanh nha. Cái này là mẹ nó nuôi, chứ còn nếu như mà mình bắt mình tự nuôi thì nó là lâu hơn nha, bởi vì mẹ nó cũng cho ăn lúa vậy thôi, mình cũng cho ăn lúa vậy thôi, nhưng mà cái con mẹ nó khi mà nó ăn lúa vào trong nhiều quá là nó đã có làm cho thức ăn nó nhão ra rồi, sau đó nó mới trào ngược lại, ói ngược lại cho con nó ăn nha các bạn. Còn mình mà nuôi thì nó sẽ không có lớn nhanh như cái con mẹ nó nuôi đâu. Ngày thứ sáu nè, các bạn thấy nó to không? Nó to từng ngày luôn á. Đó, nó mở mắt ra nè. Rồi. Rồi cho nó bò. Rồi bò. Bạn nào mà muốn nuôi cừu sinh sản thì cứ làm như vậy ngay, cứ làm mấy cái hang 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 như bên kia cả đó, thùng xốp vậy đó, nó vô nó cũng đẻ nha các bạn, nó đẻ nhiều lắm nha. Bên mình có cung cấp cừu giống nha các bạn, rồi cừu nuôi sinh sản cũng có nha, rồi bò sữa bò lẻ luôn nha các bạn, ship toàn quốc chưa. Mấy hôm nay mấy cái tỉnh miền Nam thì xe cộ nó hơi khó khăn, nhưng mà miền Bắc miền Trung thì vẫn còn nha. Rồi, chào các bạn.